Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 2021, mình đang có mặt tại hẻm 10 của ấp Tam Thọ, xã Đại Tâm để chia sẻ về tình hình đi lại trên quốc lộ 1A ngày hôm nay ra sao. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Đây, hiện nay mình đang đứng ở trên cái tuyến chỗ ấp Tam Thọ, xã Đại Tâm các bạn. Mình sẽ đi dọc về cái chùa Chán Kiểu, chỗ salon đó các bạn, để ghi ảnh lại những hình ảnh này cho gửi đến quý cô chú anh chị tình hình của ngày hôm nay sau khi được thông chốt ở các xã, huyện. Việc đi lại của bà con cũng được thông thoáng hơn. Và trên địa bàn này cũng còn những cái khu cách ly ở trên những cái trường tiểu học đó các bạn. Thì bây giờ mình đang đi ở khu vực chợ gần chợ Đại Tâm các bạn. Thì tình hình hiện nay các bạn nhìn thấy ở trên khu vực xã Đại Tâm, hay khu vực này là khu vực chợ, thì bà con hôm nay cũng rất là khá đông, đi rất là nhiều. Nhưng mà tình hình thì bà con thực hiện tuân thủ tốt cái thông điệp 5K là ra ngoài khẩu trang đó các bạn, rất là nghiêm túc. Đây là mình đang đứng ở khu vực chợ Đại Tâm, chỗ này thì có đặc sản là bánh cống Đại Tâm. Còn khu vực này là các bạn đi vô chợ, ngay chỗ cái cổng mình đang đứng ở phía bên này, chợ, thì trong đó là cái chợ Nhà Lộc đó các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục mình đi dọc về cái hướng chỗ mà trường tiểu học của xã Đại Tâm các bạn, là khu làm khu cách ly tập trung cho bà con người ta ở trên xã Đại Tâm, ở trên đây các bạn. Phía trước mình ở bên tay trái các bạn, đây chỗ này. Đấy, khu vực này là khu vực làm chỗ cách ly, các bạn nhìn thấy có cái bảng đỏ này. Để mình chia sẻ cho các bạn xem về tình hình của khu vực này. Mặc dù là được thông chốt nhưng bà con mình ở đây cũng ý thức khá là cao. Đây là cái khu cho để làm khu cách ly đó các bạn. Thì thông thoáng thì quốc lộ thì hình ảnh xe đi qua lại, chỉ có xe tải chở hàng thiết yếu với mà xe của gia đình thôi các bạn, còn xe khách thì mình chưa thấy nha. Để phòng tránh và ngăn chặn lây lan của virus, hãy chủ động thực hiện tốt các biện pháp sau. Cần che mũi miệng khi ho, xì mũi bằng khăn giấy dùng một lần. Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng. Tránh tiếp xúc bất kỳ với ai có dấu hiệu triệu chứng cảm lạnh hoặc triệu chứng như cúm. Nên hạn chế ra ngoài, hạn chế đám đông, bớt đi lễ hội chùa chiền. Ăn uống điều độ, uống nước nhiều, vận động điều đặn. Khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay. Hạn chế ngồi phòng máy lạnh. Nhà cửa giữ gìn sạch sẽ, thoáng mát, có ánh nắng càng tốt. Nếu cảm thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, phải thông báo ngay cho cơ quan sở y tế gần nhất để được tư vấn cách ly và điều trị phù hợp. Thank you.
Thì trong thời gian qua khu vực của xã Đại Tâm hiện bây giờ là đang được ở vùng xanh các bạn. Thì các bạn nhìn thấy tình hình của bà con ở này thì trở lại trạng thái bình thường mới. Thì mình mong bà con luôn luôn phải bảo vệ cái vùng xanh để cho thật an toàn trong thời gian này và chờ và bền vững hơn và dài lâu hơn. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, số lượng lớn người dân sóc trăng từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về địa phương, trong đó số người nhiễm sát COVID-2 khá cao. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kêu gọi gia đình có người thân về từ ngoài tỉnh đang thực hiện cách ly tại nhà, chấp hành nghiêm quy định cách ly, tuyệt đối không ra khỏi nhà để tránh dịch bệnh lây lan. Bây giờ mình đang đứng có mặt tại khu vực chùa Chén Kiểu hay gọi là chùa Sa Lợi Lôn, thì một số cửa hàng mua bán ở này đã đóng cửa các bạn, một số người ta bán cho khách đi đường vãng lai đó, rất vắng vẻ, du khách thì không có đến ở khu vực này, chỉ có xe đi ngoài đường thôi. Đây là mình đang đứng chỗ chùa Sa Lôn hay gọi là chùa Chén Kiểu. Đây là một cái chùa nổi tiếng ở thành phố Sóc Trăng các bạn, đem về cái những cái kiến trúc nghệ thuật độc đáo của tỉnh Sóc Trăng. Rồi bây giờ sông nước miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hãy thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng. Và hãy nhớ đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Nếu có hay thì đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều cùng xem. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sau của mình nhé. Bye bye.